Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, Cục Xúc tiến Thương mại đang phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tập trung đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm của các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn trong và sau dịch COVID-19, nâng cao năng lực và thiết lập các kênh tiêu thụ sản phẩm mang tính chiến lược và bền vững cho tất cả các mặt hàng tiềm năng trên phạm vi toàn quốc. Theo Cục Xúc tiến Thương mại, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên hoạt động kết nối giữa sản xuất, phân phối và tiêu thụ theo chuỗi giá trị gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm qua kênh thương mại điện tử là giải pháp hữu hiệu, cần được đặc biệt chú trọng và đồng thời sẽ nâng cao năng lực từng bước chuyển đổi số thành công. Theo đó, Cục Xúc tiến Thương mại đã đưa ra mục tiêu nhanh chóng, phối hợp với các sàn thương mại điện tử từng bước thiết lập chuỗi giá trị cho từng sản phẩm tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Thực hiện mục tiêu này, Cục Xúc tiến Thương mại đã phối hợp với sàn thương mại điện tử Sendor triển khai gian hàng, chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm, nâng cao năng lực thương mại điện tử của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, thiết lập kênh tiêu thụ bền vững cho các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng tiêu dùng. Trước mắt, gian hàng diễn ra trong tháng 3 năm 2021, tập trung triển khai tiêu thụ nông sản cho một số địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 vào địa bàn Hà Nội thông qua sàn thương mại điện tử. Ngay trong ngày triển khai, gian hàng chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại đã hỗ trợ tiêu thụ cho sản phẩm nông sản của tỉnh Hải Dương. Trên thực tế thì đúng với chức năng nhiệm vụ là xúc tiến thương mại, có nghĩa là chúng ta hỗ trợ một cách bền vững cái khâu gọi là chúng ta bán hàng. Thực ra cái việc mà thúc đẩy sản phẩm bền vững thì nó là cả một cái quá trình từ nhà sản xuất cho đến người tiêu dùng, làm thế nào chúng ta tạo được một cái chuỗi nó thực sự là bền vững và thúc đẩy sản xuất cũng như là thương mại bền vững. Như quý vị đã biết thì trong cái thời gian dịch bệnh vừa qua thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là cái hành vi tiêu dùng cũng như là một số những hành vi trong kinh doanh chúng ta đang thay đổi, đặc biệt là theo một cái phương thức nó hiệu quả, đó là thông qua cái thương mại điện tử. Trong cái thời gian ngắn nhất thì hiện giờ thì chúng tôi đang nhận một số những cái thông tin cũng là yêu cầu, nhất là sản phẩm đến từ rau trái Hải Dương và thứ hai là cam của Hà Giang lên sàn thương mại điện tử. Đại diện công ty cổ phần công nghệ Sendor, thành viên của tập đoàn FPT chia sẻ, thời gian vừa qua hoạt động hợp tác triển khai với Cục Xúc tiến Thương mại đã đạt được những thành công nhất định. Ngoài việc mang sản phẩm chất lượng đến cho người tiêu dùng theo đúng tinh thần người Việt dùng hàng Việt, hỗ trợ bà con và các đơn vị sản xuất vượt qua giai đoạn khó khăn, hoạt động xúc tiến thương mại còn hướng đến các việc nâng cao nhận thức trong cộng đồng, nhất là bà con nông dân, các hợp tác xã, các hộ kinh doanh tại các địa phương về việc sản xuất và kinh doanh theo quy trình đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng. Hiện một số tỉnh thành, nhất là khu vực phía Bắc, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 do vừa lo chống dịch, vừa thực hiện các biện pháp cách ly xã hội, khiến nông sản bị ứ đọng, người dân gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, nhằm chung tay hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ nông sản, một số sàn thương mại điện tử cam kết bù lỗ để thúc đẩy xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản. Tiếp nối thành công bước đầu, gian hàng chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại trên sàn thương mại điện tử sẽ triển khai đối với các mặt hàng khác trên toàn quốc. Cái việc mà có một cái kênh gọi là tiêu thụ nguồn ra cho bà con nông dân hiệu quả và nhanh chóng thì là một cái chiến lược bắt đầu ở tỉnh Hải Dương với cả ba cái mặt hàng chính. Sau đấy thì chúng tôi sẽ tiếp tục ra các mặt hàng nông sản khác tại tỉnh Hải Dương. Tại vì tỉnh Hải Dương thực ra còn rất nhiều nông sản mà tiềm năng mà chưa được lên chương trình này. Đấy, thực ra thì cũng, nông sản nó chỉ là một như anh biết thì các cái năng lực sản xuất của Việt Nam mình có rất nhiều mặt hàng khác nữa. Đấy, ví dụ như là đồ khô, hàng tiêu gọi là hàng thực phẩm khô. Đấy thì cũng là rất thích hợp để bán trên sàn thương mại điện tử. Chúng tôi tiếp tục mở rộng thêm các cái mặt hàng khác. Theo thống kê trong năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng đã có trên 220 đề án cấp quốc gia về xúc tiến thương mại được triển khai thực hiện, hỗ trợ gần 13.000 lượt doanh nghiệp. Thông qua các hội nghị giao thương, phiên giao thương trực tuyến đã kết nối khoảng 10.000 lượt doanh nghiệp nước ngoài. Giá trị các hợp đồng xuất khẩu thương mại điện tử đạt khoảng 34 triệu đô la Mỹ. Hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến đã hỗ trợ hơn 100.000 lượt doanh nghiệp kết nối giao thương, tìm kiếm đơn hàng, duy trì chuỗi cung ứng trong giai đoạn dịch. Thời gian tới, Cục Xúc tiến Thương mại sẽ phối kết hợp với Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại một số địa phương xúc tiến sản phẩm theo các hình thức như là kết nối trực tiếp trong chuỗi cung ứng,
thúc đẩy thương mại điện tử thông qua các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế, huấn luyện và đào tạo trong chuỗi cung ứng về truy xuất nguồn gốc, xúc tiến bán hàng thương mại điện tử, xây dựng hình ảnh sản phẩm. Đáng lưu ý, các điểm cung ứng sản phẩm này được các cấp có thẩm quyền cấp giấy phép về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, dán tem truy xuất nguồn gốc, tuân thủ quy trình khử khuẩn, thực hiện quy định 5K do Bộ Y tế ban hành. Sản phẩm cung ứng ra thị trường đạt các tiêu chí về chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và minh bạch thông tin. Giải pháp của Cục Xúc tiến mại để mà đảm bảo cho cái chất lượng của cái sản phẩm mà tham gia vào chương trình, đấy là chúng tôi sẽ tất cả các sản phẩm tham gia chương trình đều sẽ được dán tem truy xuất nguồn gốc, mà một cái chương trình mà do Cục Xúc tiến thương mại triển khai trong thời gian gần đây. Và khi mà dán tem truy xuất như vậy thì đảm bảo rằng là gì, trong quá trình mà sản xuất này, trồng gieo trồng cây và chăm sóc cây, chăm sóc các cái sản phẩm nông sản, nó phải đáp ứng đúng các cái quy định liên quan đến về bảo vệ thực vật, liên quan đến các cái quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài cái việc truy xuất, trong đó thì còn kiểm định, thì đảm bảo rằng là cái sản phẩm nó sẽ đến tay bà con, đến tay người tiêu dùng, nó sẽ sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo các chuyên gia, chi phí hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến chỉ bằng 1/10 so với xúc tiến trực tiếp, nhưng đem lại hiệu quả cao do được rút ngắn khoảng cách giữa các đối tác, khách hàng và doanh nghiệp. Hơn nữa, doanh nghiệp có thể tiếp thị toàn cầu, truy cập lấy thông tin cũng như giao dịch với khách hàng 24/7. Việc vận hành gian hàng chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại trên sàn thương mại điện tử là hướng đi đúng đắn, hỗ trợ tích cực cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng trong tình hình dịch bệnh COVID-19.